Những buổi học hôm trước ấy, thì cô trò lớp mình đã đi khá là nhiều chuyên đề của cái chương 2 hàm số đồ thị này rồi. Được chưa? Cô cũng dạy các con thế nào là hàm bậc nhất, được chưa? Và hàm bậc nhất tồn tại khi nào? Hàm bậc nhất thì có hệ số góc là gì? Được chưa? Hàm bậc nhất thì đồng biến khi nào, nghịch biến khi nào? Và sự tương giao giữa hai đường thẳng hàm bậc nhất như nào? Có ba trường hợp tương giao, tức là song song khi nào, cắt nhau khi nào và trùng nhau khi nào, mình học rất là kỹ rồi đúng không? Nhưng tuy nhiên bài toán của hàm số đồ thị của cái chương 2 này nó không chỉ dừng ở những bài tìm mờ đơn giản như vậy, mà sẽ có những bài khó hơn. Khó hơn thì nó thể hiện là điều gì? Tức là phải dùng đồ thị nào, hoặc là mình sẽ kết hợp việc tính sử dụng một số kỹ năng của hình học để vào để làm, được chưa? Thì bài đầu tiên mà các con sẽ gặp ở trong cái dạng này, đó là một dạng bài như sau. Cô cho các bạn là bài như sau, con ghi cho cô ví dụ một. Ví dụ một nhá, cô cho ba đường thẳng, cho ba đường thẳng, cho ba đường thẳng này. Đường thẳng D1 là y bằng nhá x cộng 2. Đường thẳng D2 là y bằng trừ x trừ 2. Và một đường thẳng D3 của cô là y bằng trừ 2x cộng 2. Trừ 2x cộng 2 nhé. Bây giờ câu hỏi của người ta như sau này. D1 thì cắt D2 tại A. D2 tại A này. Được chưa? D1 cắt D3 tại B. Được chưa? Và D2 cắt D3 tại C. C. Được chưa? Ý hỏi đầu tiên người ta sẽ hỏi mình như sau: xác định tọa độ các điểm ABC. Xác định tọa độ các điểm điểm A này, điểm B, điểm C. Câu B của mình nó sẽ hỏi như sau. Câu B này là tính diện tích tam giác ABC. Tính diện tích nhé, tam giác ABC. Đấy. Thì đối với cái bài này thì các con sẽ làm cho cô như sau. Được chưa? Các con vẽ được hình càng tốt, vẽ hình rồi nhá, tí nữa mình vẽ hình cũng được. Trước mắt là mình làm bài để tìm tọa độ giao điểm đã nào. Câu A này, câu A nhé, tọa độ của điểm A, tọa độ của A nhé là nghiệm của hệ, là nghiệm của hệ nhé. Năng nghiệm của hệ này, tức là A muốn là giao điểm của D1 với D2 thì tọa độ của A chính là gì ạ? Nghiệm của hệ giữa D1 D2 đúng không? Mình chỉ việc cho gì ạ? Y bằng x cộng 2, giải việc y bằng x cộng 2 và y bằng trừ x trừ 2 đúng không? Nghiệm của hệ nhé. Hoặc là mình đi xét phương trình hoành độ giao điểm đúng không? Từ cái hệ này thì có nhiều cách làm lắm, các con có thể là giải bằng giải hệ cũng được đúng không? Hoặc là các con có thể là gì nhỉ? Xét phương trình hoành độ giao điểm, tức là cho hai y để bằng nhau này, cho hai phần y bằng nhau, mình tìm ra x được chưa? Tìm ra x là thay vào một trong hai phương trình này tìm ra y, thì cô sẽ ghi luôn cho các con nhé. Chỗ này này thì x của mình sẽ bằng trừ 2 và y của mình sẽ bằng gì ạ? Bằng 0. Được chưa? Vậy tọa độ điểm A của mình tìm được là trừ 2
và không. Cái cách tìm trừ 2 và không rất là dễ. Con xét phương trình hoành độ giao điểm như trước cô chữa cho các bạn đấy ạ. Cho 2y bằng nhau, tức là cho x cộng 2 bằng trừ x trừ 2. Thì từ đây con tìm ra được x và thay ngược lại một trong hai phương trình tìm y. Hoặc là mình giải hệ bậc nhất phương trình hai ẩn, được chưa? Và hiện nay thì mình giải theo phương pháp thế, phương pháp cộng, hoặc là mình bấm máy tính cũng được nhá. Được chưa? Nào, cái tọa độ của B, tọa độ của B là nghiệm của hệ nhá. Mình sẽ cho B là gì ạ? D1 và D3 đúng không? Là y bằng x cộng 2 và y bằng gì ạ? Trừ 2x cộng 2. Rồi. Các con giải luôn cho cô đi. X bằng và y bằng. Nào, các bạn giải luôn cho cô nhé. X bằng 0. Và máy tính đấy ạ. Y bằng gì ạ? Bằng 2. Rồi, điểm B của mình sẽ có tọa độ là 0,2, được chưa? Bởi vì một vài có những lớp học hệ rồi đấy, các bạn sử dụng hệ mà làm thôi. Hoặc là xét phương trình hoành độ giao điểm lúc trước mình làm thay vào phương trình còn lại đúng không ạ? Cũng dễ mà. Tọa độ của C, của C nhé, là nghiệm của hệ hệ nào đây? Giữa D2 và D3 đúng không? Y bằng trừ x trừ 2 và y bằng trừ 2x cộng 2 tương đương là x bằng và y bằng. Đoạn C này bấm là thì sẽ ra được là 4 và gì ạ? Trừ 6, được chưa? C của mình có tọa độ là 4 trừ 6. Đấy, thì 3 điểm nhá. Thì các con có thể vẽ trên đồ thị cũng được này. Mình vẽ nó ra. Mình vẽ nó ra để mình biết là ABC ở đâu nhá. Thứ nhất là bạn này. Được chưa? 1, 2, 3, 4 này. Đấy. Đây bạn C ở đây này. Với bạn C trước nhá. C có tọa độ là 4 trừ 6. 4 trừ 6 này, thấy chưa? Điểm A của mình có tọa độ là trừ 20, điểm A đây. A nhé. A. Mình vẽ từng đường thẳng một cũng được. Đường thẳng đầu tiên là x bằng 0 thì y bằng 2 đúng không? Y quan điểm 2. Y bằng 0 thì y bằng trừ 2. Tức là bạn này bạn sẽ đi qua điểm đây. D1 này đúng không? D1. Điểm A này. Được chưa? Đấy. Điểm A của mình tọa độ là trừ 2 đúng không? Đường thẳng D2 của mình vẽ như sau này, x bằng 0 y bằng trừ 2 đi qua điểm này đúng không? Còn y bằng 0 thì x cũng bằng trừ 2 đi qua điểm trừ 2 trừ 2. Đấy, D2 của mình đây, D2 nha. Còn D3 của mình là x bằng 0, y bằng 2. Còn y bằng 0 thì x của mình bằng 1 đúng không? Đây, bạn ấy sẽ đi qua đây. Đương nhiên cũng phải giao nhau ở đây rồi. Giờ đi qua C này hết này.
Đấy, điểm B của mình đây. Cô vẽ bằng tay nó sẽ không được đẹp, các con thông cảm nhé. Đây, một đây, đấy, còn ABC của mình là C ở đây nhé. Đấy, chưa? Thì bây giờ mình vẽ xong rồi, thì mình mới đi nôi việc tính cái diện tích tam giác ABC này. Thì diện tích tam giác ABC này mình nhìn cho kỹ vào, nó sẽ gồm, ví dụ cô gọi chỗ này là điểm M đi, đây là điểm M đấy, thì cả một tam giác to đùng ABC này nó chia bởi hai tam giác là tam giác ABM và tam giác gì ạ, CBM, đúng không? Có đúng không đã? Nào, bây giờ cô viết cái, bởi vì hết bảng nên cô đành viết vào góc này nhá. Cô sẽ viết màu đỏ cho nó khác đi. Nào, con nhìn nhá, con nhìn vào chỗ này, con suy suy ngẫm cho cô này. Con nhìn nhá, nhìn vào góc này đi, suy ngẫm cho cô này. Đây nhá, cả cái tam giác to đùng này này, A này, B này, C này, thì có phải nó bằng tam giác này này, bằng tam giác ABM này không, tam giác ABM này không, cộng với tam giác CBM đúng không? Đây đấy, cả tam giác to đùng đấy nó sẽ bằng tam giác là ABM cộng tam giác cộng với tam giác là gì ạ, cộng với tam giác là CDM không? Nào, thế bây giờ mà các bạn tính cho cô từng 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 ít một nhá. Đầu tiên là cô sẽ ghi là gì? Đấy, là diện tích của tam giác ABC thì bằng diện tích của tam giác ABM cộng với diện tích của tam giác BCM. Được chưa? Đấy. Mà ABM đây, ABM đây. Đúng không? Diện tích tam giác ABM thì bằng 1/2. Được chưa? Diện tích tam giác thì bằng 1/2 chiều cao nhân cạnh đáy, mà chiều cao là a gì ạ? AO chiều cái diện tích tam giác ABM này. ABM này. Tam giác này là một tam giác mà có AO là chiều cao thì bằng 1/2 phần 2 chiều cao nhân cạnh đáy, nghĩa bằng 1/2 AO nhân với lại BM. AO nhân BM. Còn tam giác là CBM, CBM thì đoạn này cô sẽ gọi là AH đi, H đi, CBM nhé, thì sẽ bằng 1/2 chiều cao nhân cạnh đáy đúng không? Tức chiều cao của tam giác này nó chính là CH đấy ạ, nó sẽ bằng 1/2 CH nhân với BM. Đấy, các bạn thấy khó khăn ở chỗ này chính là các bạn không xác định được chiều cao, nhưng rất may chiều cao của tam giác CBM, chiều cao của nó chính là CH CH nha, BM hay MB cũng được, nếu con giờ con thay được thôi, chỉ việc thay cho cô là bằng 1/2 nhân với 2, đoạn AO là bằng 2 đúng không? Cứ AO được tính như nào? Tính là khoảng cách từ A đến O, mà đoạn này là hai đơn vị, được chưa? Đấy, BM, BM nhá, BM, BM được tính như sau này, BM nhá, thì nhìn này, chỗ này là từ M đến O là hai đúng không? Đấy, từ O đến B là hai nữa, bởi vì đây này, cứ không cái độ dài ấy, thì không quan trọng là dấu đâu, được chưa? Con thấy khoảng cách từ O đến M nó là 2 trừ 2, nghĩa là hai đơn vị đấy. Còn từ O đến B nó cũng là hai đơn vị đấy. Đây là hai mà, nên tổng chỗ này sẽ là 4. BM của mình là 4.
cộng với 1 phần 2 nhân CH. CH là đến đi 1, CH tọa độ là 4 đúng không? Thì CH bằng 4 luôn. 1 phần 2 nhân 4 nhân với 4 nữa, BM 4 mà, đúng không? Đấy, mình tính ra được 12 đúng không? 12 nhá. Đấy. Đúng. Bạn Minh Thu hiểu bài nào? Con có Bạn Phong ơi, Phong có hiểu bài nào? có Tú, bạn hiểu bài này không? có Rồi. Trường Giang nào, Trường Giang hiểu không đã có con? Rồi, đấy, là bài đầu tiên mà cô xử lý phần khó cho con ở phần này nhá. Mình sẽ sang một bài thứ hai. Bài thứ hai của mình ý, thì bắt đầu nó chứa tham số m. Bài thứ hai bắt đầu chứa tham số m nhá. Cô xóa bảng được chưa? Các con viết xong chưa nhỉ? Lớp mình ơi, các con viết xong chưa? Lan Anh viết xong chưa? Ôi ạ. Con hiểu bài này không? Có ạ. Rồi. Các con sang bài 2 nhé. Bài thứ hai thì cô cho như sau này, ví dụ hai, ví dụ hai này, cho đường thẳng D, đường thẳng D nhé, cho đường thẳng D y bằng mx cộng 2, y bằng mx cộng 2 này, với điều kiện của mình là m khác không, được chưa? Thì đường thẳng D cắt OX tại A, đường thẳng D nhé, đường thẳng D cắt OX tại A, đường thẳng D cắt OX tại A này, cắt OI tại B, cắt OI tại B này, được chưa? Tìm M sao cho, tìm M này sao cho ý A nhé, tam giác A OAB, tam giác OAB, OAB này vuông tâm tại O, tại O này, được chưa? Câu B, câu B là diện tích tam giác OAB bằng 3, tìm M để diện tích, diện tích nhá, tam giác OAB bằng 3. Đấy. Và câu C của mình là khoảng cách từ gốc tọa độ, từ gốc tọa độ đến đường thẳng D bằng 1. Bằng 1 nhá. Rồi. Thì bây giờ ấy, muốn làm được bài này thì các con phải minh họa vẽ được hình và mình xử lý được những dữ kiện mà người ta yêu cầu cho mình, đúng không? Nào, bài này nhá, mình sẽ làm như sau này. Con muốn làm bài này, con phải vẽ được hình đi. Cô vẽ một cái hình nho nhỏ ra đây nhá.
Các vô ích tại A đúng không? X này đúng không? Bạn này bằng 2 này. Bé cầm A này, bé đây là B này, đây là A này, đây là O này, ví dụ thế. Các ô tại B, các ô tại A đúng không? Tìm M sao cho tam giác OAB vuông tại dạng tại ô, thì cô sẽ làm như sau này. Cô cho x bằng 0, cho x bằng 0 chẳng hạn, thì cô tìm được y bằng 2, được chưa? Thì D cắt OI tại nhé, điểm B, tại B này có tọa độ là 0 và 2, thì ta có này, ta có nhé, OB của mình bằng điểm bằng 2. Thế là đúng không? Bởi vì bài chứa tham số bắt buộc nó phải cho một ẩn bằng 0 để tìm được tương giao một thứ trục còn lại, bởi vì nó vào cắt OI có nghĩa là x bằng 0 mà. Cắt OI có nghĩa là x bằng 0, được chưa? Đấy nhá. Mình sẽ tìm được điểm 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 B. Sau đó mình lại cho y bằng 0, cắt ô x thì y của nó sẽ bằng 0, thì mình tìm được điểm A nhá. Tiếp tục này, cắt cô x thì cô sẽ cho y bằng 0, cho y bằng 0 nhá, thì mình suy ra được mx của mình cộng 2 bằng gì ạ? Bằng 0 đúng không? Tức là tương đương mx của mình bằng gì ạ? Trừ 2, mà m khác 0, m khác 0 thì suy ra x bằng gì ạ? Trừ 2 trên gì ạ? Trên m đúng không? Thì mình suy ra được d và cắt ox, cắt ox nhé, tại a, tại điểm a, điểm a của mình sẽ có tọa độ là trừ 2 trên m và 0. Đấy, thì độ dài OA bằng gì? OA, độ dài OA bằng đúng độ dài của x này, này đúng không? Sẽ bằng 2. Nó bằng gì ạ? Trị đối của gì ạ? Trừ 2 trên gì ạ? Trên m đúng không? Hay là mình hiểu là bằng 2 trên gì ạ? Trị tuyệt đối của m đúng không ạ? Độ dài bằng đúng độ dài đoạn này này. Các bạn biết vì sao mà vừa nãy cái đoạn này bằng b, giúp b ở đây bằng trừ 2 ý, mà OB lại bằng 2 không? Bởi vì nó bằng trị tuyệt đối nhé. Thì trị đối của trừ 2 nó bằng đúng 2, được chưa nhá? Vậy thì từ đây mình xử lý từng câu này, câu A của mình này. Con nhìn câu A nhá. Câu A của mình nhá, con nhá. Câu A này, câu xử lý như sau này. Tam giác OAB, OAB vuông cân tại O
cùng ngân hàng ô nhé. Thì tức là ô A của mình phải bằng ô gì? Ô B. Tương đương là 2 trên trị tuyệt đối của M. Thì bằng 2. Tương đương là trị tuyệt đối của M bằng 1. Đúng không? Thì tương đương là M bằng gì? 1 hoặc là M của mình bằng trừ gì ạ? Trừ 1, đúng không? Đấy là câu đầu tiên là mình sẽ trả lời nhá. Câu thứ hai các con sẽ làm như sau. Người ta bảo diện tích tam giác này bằng 3, đúng không? Diện tích tam giác AOB hay là OAB cũng được. Con ghi là O đi, A đi, B thì bằng 1 phần 2 OA nhân với OB, tam giác hình vuông tại đây mà, bằng 1 phần 2, hai cạnh góc vuông nhìn với nhau, đúng không? Thì bằng, người ta cho bằng mấy nhỉ? Bằng 3, đúng không? Thì tương đương là gì? OA, đúng không? Nhân với OB bằng gì? Bằng 6, đúng không? Tương đương là 2 trên trị tuyệt đối của M nhân với lại 2. OA bằng 2 trên trị tuyệt đối của M, OB bằng 2 thì bằng 6, đúng không? Thì tương đương nữa là trị tuyệt đối của M chia đi, nhân lên rồi chia, đúng không? Bằng 2 phần 3. Nhân lên chỗ này là 4 thì bằng 6 trên trị tuyệt đối của M, thì M sẽ bằng 4 phần 6 tức là 2 phần 3, đúng không? Thì tương đương là M của mình sẽ bằng 2 phần 3 hoặc là M bằng trừ 2 phần 3. Bởi vì là trị tuyệt đối của A ấy, trị tuyệt đối của A ấy, bằng B thì tương đương là A bằng B hoặc là A bằng trừ gì? Trừ B, nhớ nhá. Rồi, thế bây giờ câu C thì các con hình dung này. Người ta bảo tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng D bằng 1. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ nhé đến đường thẳng D bằng 1. Tức là tính khoảng cách từ O này đến cái đường thẳng D đây. Thẳng D các con đây. Đây đúng không? D này. Đấy. Khoảng cách từ O nhé đến cái đường thẳng D này. Được chưa? Bằng 1. Thì khoảng cách các con hiểu là tìm hình chiếu vuông góc của nó lên đường thẳng, đúng không? Thì từ O, cô hạ OH, OH vuông góc xuống AB thì nó chính là khoảng cách từ O đến đường thẳng D đấy nhá. Từ O, con ghi đi. Từ O, hạ OH vuông góc D thì mình áp dụng nhá. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Lượng nhá. Trong tam giác vuông. Được chưa? OAB. Hệ lượng trong OAB ta có này. 1 trên OH bình, đúng không? Thì bằng 1 trên OA bình cộng với 1 trên OB mình. 1 trên OB mình. Đúng không? Hay mình ghi tiếp cũng được. Ghi lên đây cho cô nhé. Tức là một OH bình là 1 trên gì ạ? Nó cho bằng 1 mà. 1 trên 1 bình đúng không? Thì bằng 1 trên OA bình và OA bình ấy, thì OA đang bằng 2 trên M, 2 trên trị tuyệt đối của M. Thì OA mình sẽ bằng 4 trên M mình. 4 trên M mình. Đấy. OB là bằng 1 phần 2. Thì OB là đâu? OB bằng 2. Vậy 1 trên OB mình sẽ bằng 1 phần 2 mình bằng 1 phần 4. Được chưa? Đấy. Nhân lên. Nhân lên nhá. Nhân hết lên. Thì mình sẽ được là 1, đúng không? Mình chéo lên nhé. 1
bằng với m bình cộng 1 chia gì? Chia 4 đúng không? Khử bớt đi rồi nhân đi, được chưa? Thì tương đương chỗ này m bình bằng 3. Đấy, thì tương đương m bằng cộng trừ căn gì ạ? Căn 3. Đúng không? Đấy. Chép vào nhá, rất là hay luôn. Rất xác thực. Tú hiểu bài này chưa Tú ơi? Tú ơi. Là chép một vụ. Ừ, đấy, bài con đang rất cần. Cộng trừ căn 3. Được nhá. Thì sau đó sau khi mà cô chữa bài, cô tú chữa bài này rồi ấy, thì Tú hãy làm lại cái bài mà chiều nay con hỏi cô nhé, con trai nhé. Làm Vâng. đi, thêm ra bao nhiêu rồi. Bài này nó tương tự bài này đấy. Rồi các bạn viết lên nhé. Bài này dạng này cô chữa cho con 4 ví dụ mà trong đề thi các con có nguy cơ nhiều nhất, được chưa? Nhanh lên nào. Con xong chưa? Minh Thu xong chưa nào? Con xong rồi ạ. Minh Thu hiểu bài này không? Có, con có. Trường Giang hiểu không con? Có. Xong chưa con? Lan Anh xong chưa nào? Chưa thể đưa đến ví dụ mới nào. Rồi
Tú hiểu bài này chưa? Hải Phong hiểu bài này không con? Hữu Phong hiểu không? Có. Mình sang ví dụ 3 nhé. Phong ghi ví dụ 3 này. Phong cứ tưởng cô xóa bản người nhỉ. Ví dụ 3 này, ghi nhá. Cho 3 đường thẳng. Cho 3 đường thẳng. Đường thẳng D1 là y bằng x cộng 2. Y cộng 2 này. D2 là y bằng 2 cộng 1. D3 2 cộng 1 nhé. D3 là y bằng m bình cộng 1. M bình cộng 1 nhân x cộng m. Tìm m để ba đường thẳng cắt nhau tại một điểm. Tìm m để ba đường thẳng nhé cắt nhau tại một điểm. Đây là cho ba đường thẳng này. D1 là y bằng x cộng 2. D2 là y bằng 2x cộng 1. D3 là y bằng m bình cộng 1 nhân x cộng m. Tìm m để ba đường thẳng cắt nhau tại một điểm. Nào, bạn nào có suy nghĩ gì về này không ạ? Cái này như là cô đã chữa cho bạn một vài lần rồi đấy. Đây, bản thân ba đường thẳng như thế này này, chúng muốn cắt nhau một điểm như thế này đúng không? Đây D1 này, đúng không? Kiểu như này. D2 và D gì? D3, đúng không? D1, D2, D3. Chúng muốn cắt nhau tại Y thì dễ thôi. Nếu như một bài toán mà hai đường thẳng đã cho sẵn ở dạng bình thường, chỉ có một đường thẳng chứ tham số M ấy, thì con chỉ cần đi xét sự tương giao của hai đường thẳng này, tìm ra giao điểm của chúng. Được chưa? Giao điểm Y của chúng. Sau đó mình cho giao điểm Y này thỏa mãn phương trình D3 là xong. Sau đó mình cho đường thẳng Y này nhá, thỏa mãn phương trình D3 là xong. Được chưa? Đấy, thế thôi nhá. D1 và D2 cắt nhau với E. Ví dụ Y đi. Gọi nhá. Mình gọi này. Y là giao điểm của diện D1 và D diện D2, đúng không? Của D1 D2 nhé. Gọi Y là giao điểm của D1 và D2 thì tọa độ của Y nghiệm của hệ nhé. Đấy là bằng cho hai cái phương trình bằng nhau, y bằng gì? X cộng 2 và y bằng 2x cộng 1, đúng không? Hoặc là con xét phương trình hoành độ giao điểm cho hai bạn này bằng nhau này, hai y bằng nhau này, tìm ra x và mình thay vào một trong hai phương trình này tìm ra y, đúng không? Thì mình sẽ tìm được x bằng y bằng x của mình bằng 1, y bằng 3. Đấy, cô bấm máy lại luôn nhé các bạn. Cái đấy các bạn có thể làm nhanh cũng được, hoặc là các bạn có thể xem phương trình hoành độ giao điểm
cho hai y bằng nhau, tìm dãy cứ thành lại thành y nhá. Cô làm nhanh vì cái bảng của cô nó bé nên là cô chỉ biết được thế thôi. Một bảng được chưa? Ba đường thẳng trên cắt nhau tại một điểm y khi ba đường thẳng trên cắt nhau tại một điểm y khi điều này xảy ra này, khi chọn khi nhá. M bình cộng 1, hai đường thẳng bằng cắt nhau thì hệ số A của chúng ta khác nhau. M bình cộng 1 của mình khác gì ạ? Đầu tiên là khác hệ số A đầu tiên, khác 1, đúng không? Điều kiện thứ hai là M bình cộng 1 phải khác gì ạ? Khác 2 này. Khác 2. M bình cộng 1 phải khác 2 nhé. Khác 2 này. Nhớ nhé, hai đường thẳng bằng cắt nhau thì hệ số A của chúng phải khác nhau. Được chưa? Và điểm y này này, điểm y này này, nó phải thuộc gì ạ? D3. Thuộc D3, được chưa? Thế thôi. Nhá, chỗ này con sẽ là m bình. Mình phải khác gì ạ? Khác 0. Được chưa? M bình khác 1. Đúng không? Và tọa độ của y thỏa mãn chương trình D3 tức là x mình thay bằng gì ạ? Bằng 1 thì y của nó phải ra đúng gì ạ? X bằng 1 này thì y phải ra đúng 3, tức là 3 thay x bằng 1 và y bằng 3 vào đây, 3 bằng m bình cộng 1 nhân với gì ạ? Nhân với 1 đúng không? Cộng với gì ạ? Cộng m. Mình giải cái hệ này ra, hệ này ra tức là m bình khác không nhé, nghe đấy, m bình như này luôn lớn bằng không, đúng không? Vậy thì để nó chỉ khác không, để nó chỉ diện lớn hơn không thôi, đúng không? Nhớ nhé, chỗ này thì m chỉ cần khác không là xong, đúng không? Thứ hai là m khác cộng trừ diện cộng trừ một, và chỗ này là mình nhân ra đi là m bình cộng m đúng không? Trừ 2 bằng 0. 1 này, 2 này, 3 này. Phải cái cô nhá, cái này các bạn có thể sử dụng bằng máy tính luôn cũng được, hoặc tách ra các bước 8 tính được. Và sang kỳ 2 thì mình học phương trình bậc 2, mình sử dụng delta mình giải cái này cũng được. Các bạn dùng máy tính chức năng 153 nhập phương trình và giải ra mà cũng được nha. 123 đúng không? Từ 3 này mình tìm ra được m bằng 1, m bằng trừ 2, bấm máy tính 153 nhập phương trình vào hệ số là 1, 1 trừ 2 ra được m bằng 1 và m bằng trừ 2 nhá. M khác 0 khác cộng trừ 1, được chưa? Đấy. Vậy thì tóm lại mình giải ra đúng không? Nói các trường hợp vào thì mình sẽ được là m trừ 2. M trừ 2. Nha. Nào, bài này các con có hiểu không? Tú hiểu không?
Có Bạn Phong hiểu không con? Có Trường Giang hiểu không? Trường Giang ơi. có Rồi. Minh Thu hiểu không? không có ạ. Rồi mình sẽ đến một bài siêu khó nhé. Bài siêu khó này. Ví dụ 4 này. Cho D y bằng M bình cộng 1 nhân x cộng 12. Đường thẳng D cắt OX tại A. Đường thẳng D cắt OX tại A. Cắt OI tại B. Cắt OI tại B. Cắt OI tại B. Tìm M sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng lớn nhất. Tìm M nhé. Sao cho khoảng cách, khoảng cách nhé, từ gốc tọa độ tới đường thẳng đi, gốc tọa độ tới đường thẳng D được chưa, lớn nhất nhé. Bây giờ mình cứ làm bình thường thôi, đừng sợ, không sợ đâu. Cắt OX OI thì nếu mà cắt OI thì mình cho x bằng không, mà cắt OX thì mình cho y bằng không, thế thôi nhé. Cho đường thẳng y bằng m bình cộng 1 nhân x cộng 2, đường thẳng d cắt OX tại A, cắt OI tại B. Tìm m sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng d lớn nhất nhá. Thì đây là một bài cực trị về đại số, được chưa? Tức là một bài về áp dụng tính sự tương giao nhưng áp dụng mức độ cực trị nhá, tìm min max, được chưa? Thì mình sẽ làm như sau. Cho x bằng 0, bởi vì cắt trục OI đúng không? Thì mình cho x bằng 0. Suy ra y bằng điểm bằng 2. Thì cho đường thẳng D đường thẳng D cắt OI OI nhé tại B, tại B. B của mình có tọa độ là 0,2. Đúng không? Mình suy ra đoạn OB này bằng 2, đúng không? Thứ hai mình cho y bằng 0. Cho y bằng 0 thì mình tìm được gì ạ? Tương đương ấy là M bình. M bình của mình cộng 1 nhân x. M bình của mình cộng 1 nhân x cộng với 2 bằng điểm bằng 0. Mà M bình cộng 1 lớn hơn 0, đúng không? Mình suy ra là x của mình sẽ bằng trừ 2 trên M bình cộng
1 khi mà dương thì chia thoải mái đúng không? Thì suy ra đường thẳng D. Thẳng D nhá. Cắt OX tại A. A này có tổng là trừ 2 trên M bình cộng 1. Được chưa? Và 0. Được chưa? Và OA. OA của mình bằng trị tuyệt đối của trừ 2 trên M bình cộng 1. OA của mình bằng trị tuyệt đối đúng toàn độ của nó. Được chưa? Và bằng 2 trên M bình cộng 1. Học bài khó nhé, nên là mình khó rồi. Mình vẽ đồ thị đã nhỉ? Mình mới tìm min max của nó được. Phong ơi, Phong cô giảng mấy bài Phong có hiểu không đấy Phong? Có. Ừ, nó khó nhưng con có thấy nó cũng dễ hiểu không? Được ạ. Cố gắng nhá. Tại vì con trai vào sau mà, nên là cô phải hỏi han một chút. A này, B này, đúng không? Đấy, biết đoạn này bằng 2 này, đúng không? Nào, bây giờ các con tiếp nhé. Lần mình ra OA rồi đúng không? Bây giờ cái cách mà tính khoảng cách thì lúc nào mình cũng vẫn hạ OH thôi. Khoảng cách thì thực ra là mình đi tìm hình chiếu vuông góc của nó lên đường thẳng mà. Đây. Khoảng cách là hình chiếu vuông góc của nó lên đường thẳng thế này.
từ O hạ O H vuông góc với gì ạ? Với AB nhá. Đấy. Từ O này. OH vuông góc số gì ạ? AB. Hay người ta gọi là thẳng D đấy, đúng không? Thì áp dụng sẽ đi được 5 vuông. Sáng làm vuông nhé. OAB. Ta có 1 trên OH bình thì bằng 1 trên OA bình cộng với lại 1 trên OB bình. Đấy. Mà OH bình đúng không? OH đúng không? Nào thì đúng không? OA đâu nhỉ? OA này. Thì bạn này sẽ bằng 1 này trên 4 trên M bình cộng 1 tất cả điểm cả bình, đúng không? Cộng với diện OB, OB của mình bằng 2, 1 trên 2 bình. Con này mình đặt ngược M lên thì sẽ là M bình cộng 1 tất cả bình trên 4 cộng với 1 phần 4, đúng không? Thì nó sẽ bằng M bình cộng với 2M bình cộng 2 tất cả chia gì ạ? Chia 4, đúng không? Đấy. Thì đầu tiên ý, giờ OH bình đang bằng đường này. Đây là 1 trên OH bình nhé. Vậy từ đây mình suy ra OH bình, 1 trên OH bình bằng này thì OH bình sẽ lật ngược lên, nghịch đảo lên, đúng không? Sẽ bằng 4 trên diện M bình cộng 2 M bình, à M mũ 4, xin lỗi các con. M mũ 4 cộng 2 M bình cộng 2, đúng không? Mà M mũ 4 ấy, cộng 2 M bình cộng 2 thì lớn hơn bằng gì ạ? Đấy nhá, M muốn nó bằng 0 này. M bình nó bằng 0 cộng với 2 thì nó sẽ luôn lớn bằng 2. Được chưa? Đó, dấu bằng xảy ra. Dấu bằng nhá. Xảy ra. Khi nào? Khi M bằng 0 đúng không? Vậy khi M bằng 0 thì có hai vế này bằng đúng nhau bằng 2 không? Đúng không? Bài này là bài siêu khó. Lên OH bình của mình ý, sẽ nhỏ hơn bằng 2. Suy ra OH sẽ nhỏ hơn bằng căn diện căn 2. Được chưa? Và dấu bằng xảy ra khi M bằng 0. Dấu bằng xảy ra khi M bằng 0. Vậy vậy OH lớn nhất nhé, khi M bằng 0, bởi vì dấu bằng này xảy ra, được chưa? Dấu bằng xảy ra khi M bằng 0 nhé, được chưa? Bài này hơi khó. Nào, bài này thì Trường Giang có hiểu không? À. Hiểu là khá đấy. Tú hiểu không? Tú hiểu không? Có à. Có à. Hiếu Phong ơi, hiểu không con? Có. Tuyệt vời. Con vào xong thì nó tuyệt vời. Bạn
con xếp bài vào đi nhá, xếp cẩn thận đi.